Chào các bác, hôm nay em quay về cái cây phan trí hoàng long. Thì ngày trước thì cũng gọi là cây này thì gốc thì ngày xưa mua là cây hoàng long, ngoài thì nó cũng xem cái phan trí, nó cũng do nở, nhưng mà trong miền Nam thì người ta vẫn gọi cây hoàng long là khác cây phan trí. Nhưng bây giờ thì nhiều người đã gọi chung là hoàng long phan trí là một. Bởi vì ngày trước có những người mà người ta mua cây phan trí, người ta cũng bán thành hoàng long, mà mua hoàng long thì bán thành phan trí rồi. Thế nên là nó lung tung. Bây giờ gọi nó cũng có thể là một cây, bởi vì giá nó cũng xem nhau và hoa của nó cũng xem nhau. Nó không khác gì nhiều. Nhưng mà những cái cây nó đang nở ở đây thì mua hoa của nó thì không hồng nhiều bằng cái cây phan trí lần trước em quay. Cây phan trí lần trước em quay nó mua hoa của nó hồng nhiều hơn, còn cái cây này mua hoa nó hơi trắng, chứ nó không có nhiều ánh hồng, nó không có nhiều ánh hồng như là cái cây phan trí lần trước. Cây này mua hoa nó khá là trắng, cũng có thể là nhận định ngày trước chưa đúng với cái cây hoàng long, nhưng cái cây này thì mua hoa rất là trắng. Nó chỉ hơi có một chút ánh hồng và nó không có, gần như rất là ít, mà không phải là một bông mà nó tất cả bông nào nó như vậy. Mùa hoa nó rất là ít cái ánh hồng của cái cây phan trí. Còn cái phan trí thì đa phần mọi người biết là nó hồng đậm cũng rất là nhiều, còn như cây này hồng nó rất là ít. Và kể cả những cái video mà em quay rồi thì cái cây phan trí nó cũng là cái cây lưỡi nó hồng và chúng ta có thể nhìn thấy hồng ngay, nhưng còn như cái cây này thì nhìn thấy nó rất là ít hồng và gần như là không có. Cái này thì ngày cách đây nói chung từ ngày trước khoảng 5-6 năm thì vẫn gọi cây này là cây hoàng long, nhưng mà thấy hoa với thân lá thì nó cũng rất là giống nhau. Mỗi trong miền Nam thì người ta gọi là khác nhau, nhưng ngoài Bắc thì đa phần là gọi là trí, đa phần là như thế. Khuôn hoa của nó giống nhau, khuôn hoa giống, cánh rất to và dày bông. Nhưng cái thì cây này thì truy về nguồn gốc ngày xưa của nó thì bông hoa nó rất là ít hồng, nó chỉ khác cây trí đấy một chút thôi. Còn hoa của nó thì nó khá giống cái cây Tây Ninh. Nhưng còn cái cây Tây Ninh thì hoa thưa hơn. Cây Tây Ninh hoa chỉ tầm độ 10 đến 15 bông, tầm đấy trở lại. Nó rất là ít bông, nhưng nó không dày bông như này. Một cần hoa nó dài khoảng tầm 40, nhưng mà nó chỉ tầm 10 đến 15 bông thôi. Như cái cây này nó nở ói này mà nó cũng được tầm 17 bông, 17, 18 bông lộ ra. Còn đâu thì là một số những cái ói ở trong cái mầm xoáy, kiểu dạng mầm xoáy. Thì những cái mầm như thế này thì cũng có thể là dùng Kibro hoặc là Kizui thì nó sẽ đẻ cái con từ cái mầm này. Thì cũng có thể sử dụng thuốc kích hoặc là kệ nó thì nó cũng đẻ được. Thì xét về tổng thể thân lá của nó một chút. Tổng thể thân lá thì cũng như những cái video mà em vẫn nói, thì vẫn nói về mô tả về cái thân lá của nó. Thân lá cái này thì nó là lá cái lá lá, nhưng mà đây nó cũng nhăn nhau như là kiểu dạng sần ấy, nhưng mà nó, cái chất lá nó vẫn là cái lá. Còn nó nhăn này cũng có thể là do nó lớn nhanh quá và nó không kịp mở lá thì nó mới nhăn như này. Nó nhăn như này thì cũng nhiều người mới chơi thì cũng rất là dễ tưởng đây nhăn sờ này, sần sần có thể là sần, nhưng phải thế. Cái lá này nó vẫn rất là chất của lá cái lá. Nhưng mà lá cái láng này thì nó do là theo những cái kinh nghiệm của em ấy, thì nó là do lớn, tốc độ phát triển của cây nó nhanh mà cái lá nó không lên kịp thì đâm mà nó bị nhăn như này. Nó bị nhăn như này thì gần như là nó cũng chỉ bị một số lá thôi. Và nó có những cái kiểu nhăn mà nó của cây láng ấy, mọi người có thể xem trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa. Em cũng có viết, em cũng có làm một video rất chi tiết rồi, chi tiết về cái cây
cái cây lá sần lá láng. Còn về cái cây phan chí hoàng long ấy thì nó có rất là giống với cái cây tây ninh, nhưng mà anh chị mua mà không cẩn thận thì rất là dễ nhầm từ cái cây tây ninh sang cái cây phan chí hoàng long phan chí này. Thì củ nó cũng tròn như này, củ nó cũng tròn và lá nó cũng ra như độ mở lá nó cũng xem cây phan chí này. Nhưng mà cái lá của nó thì nếu mà mình mà đã từng nhìn và sờ nhiều ấy thì mình sẽ cảm nhận được nó là mỏng hơn là cái cây phan chí này. Còn cái cây tây ninh thì lá nó mỏng hơn. Và có một cái đặc trưng của nó, của cái cây tây ninh ấy, thân lá, dáng lá thì nó giống cái này, giống nhau. Nhưng mà đặc trưng của nó thì là cái đầu lá này nó hơi có cước trắng, sọc trắng mờ ở trên mặt lá, là ở cái cây tây ninh ấy. Còn cây chí thì nó không có, cây chí thì nó xanh. Cây chí láng hay chí sần hay là cái sọc của nó rất là rõ, chứ nó không mờ kiểu như này. Như cây này nó chỉ gọi là mờ, gọi là phấn thôi. Chứ còn như cái cây tây ninh ấy, lá nó mỏng hơn và nó có những cái sọc trắng nhiều hơn, sọc trắng rõ rệt hơn là cái cây chí này. Cây chí này rất là mờ. Và một cái đặc trưng nữa của cái cây chí này đó chính là khi mà sờ vào mép lá thì cảm giác là nó hơi quắp vào trong, nó hơi quắp vào mặt đằng sau. Khi mà sờ mặt dưới của nó thì mình sẽ cảm thấy cái độ gờ của nó. Còn sờ mặt trên thì sẽ thấy là nó rất là bóng, mịn. Còn sờ sườn thì nó hơi cúp vào mặt đằng sau. Thì đấy là một số những cái đặc trưng của cây chí. Còn đương nhiên là chí thì hay là những cái cây nào mà hoa vàng hay hoa xanh vàng thì nó đều là thân mầm xanh sạch, lá xanh sạch của ở cái cuống lá. Cuống lá hay mầm hoa nó xanh sạch, cái cuống này, những cái mép lá hay là những cái mầm lên, hoặc những cái đầu lá này, những cái đầu lá dưới này nó cứ xanh tuyền. Là cây va, ví dụ như là an ba, như là những cái cây xanh Huế hay là phan chí chẳng đấy. Và trên cái đặc trưng của cái cây chí này ấy, thì nó có những cái lá khuyết dạng như cái lá trên này. Một bên nó khuyết chéo hẳn vào, một bên nó khuyết chéo hẳn vào và một bên nó vẫn lồi lên bình thường. Nói chung hai đầu nó không bằng nhau, nhưng nó có một bên này là nó khuyết chéo hẳn vào sâu như này. Nó có thể là có một lá hoặc là có nhiều lá. Với cái đặc trưng của cái cây chí là như thế. Đặc trưng của cái cây chí và thân dáng lá thì nó cũng nhìn chung nó cũng giống nhau. Cây chí với cái hoàng long nó nhìn chung nó cũng có thể nó là một, cái hoa nó rất là giống nhau. Nhưng bây giờ thì mọi người đều gọi nó là giống nhau, nên là cứ gọi là một thôi cũng được, bởi vì nó cũng hoa nó cũng xem nhau. Còn nếu như mà nở vào những cái lần mà nở đạt thì hoa nó cũng rất là đẹp, nó cũng rất là dày. Bản thân cây chí hay cây hoàng long thì cây nào hoa nó cũng rất là dày, cái tỷ lệ hoa trên cần của nó rất là dày, dày bông. Như một cái cây như thế này thì nó cũng đạt khoảng 18 bông, mà chiều dài nó chỉ khoảng tầm 40 thôi, 40 cm nó được tầm 18 bông. Đây nở ói. Còn một cái cây mà nó nở đạt chuẩn thì nó được khoảng tầm độ 60 cm, nó dài khoảng 60 cm. Cái chí dài khoảng 60 cm thì nó bông nó sẽ dày hơn, bông nó sẽ nhiều bông hơn. Thì nó phụ thuộc vào có thể là mùa nở, ánh sáng, cách chăm sóc của tùy từng nhà. Có nhà nó chăm tốt nhiều nắng thì nó sẽ hoa nó sẽ dày. Ví dụ như cái cây trước mặt này nó khá là dày bởi vì nó nhiều nắng. Thế nên là cái việc mà mình nhìn một bông không thì đánh giá được một cái cây nó rất là khó. Khi mà có cả một chùm hoa như này đánh giá cũng khó. Chứ cũng chưa nói gì đến là một hai bông. Thế nên cái việc mà người ta cứ chụp một hai bông thì đánh giá một cây rất là khó. Như những cái cây mà người ta chụp mới hé thì lại càng khó hơn. Ví dụ như cái bông này, bông này mới hé này, đánh giá rất là khó. Nhưng còn những cái bông nở căng ra như thế này thì mình có thể nhìn một hai bông thì mình cũng có thể đánh giá được. Và cái tỷ lệ chia hoa của nó, chia hoa rất là đều từ trên xuống dưới. Thì cây chí này nó cũng là một trong những cái, hay cây hoàng long này, nó cũng là một trong những cái rất là đặc cấp. Về từ thân lá khuôn bông, chia bông, nói chung là mọi tổng thể nó rất là đẹp.
đây mời mọi người ngắm tổng thể một cái. Xong em xin phép chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Những cái cây hoa lan, cây lan kiếm khác. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào.